Mọi người có biết không ạ? Anh Kim Lý bình thường thì ta xuất hiện là một nhà sản xuất, một diễn viên. Nhưng hôm nay anh xuất hiện tại đây, vai trò của anh không phải là diễn viên mà anh ấy là một huấn luyện viên cá nhân, huấn luyện viên về thể lực. Và anh ấy là huấn luyện viên riêng của Lý Hoàng Nam về thể lực. So you know him as an actor, but today you know that he has a certificate as a personal trainer. Okay? And if you know he's a when he was young, he and his teammate has won the number one position in shooting tennis tournament when he was 16. Năm 16 tuổi thì anh Kim Lý đã từng với đồng đội của mình đạt chức vô địch trong giải quần vợt của Thụy Điển. Mọi người biết điều này chưa? That's why he found a lot of similarities between him and Lý Hoàng Nam, and now they are coach. Coach of him, okay? Okay, so you first, the coach first. You know? First of all, I want to say that I'm extremely happy to be here when Elite Fitness are opening here in Mekong. I had the pleasure to visit Elite Fitness in Hanoi, and the facilities are absolutely amazing. And also, Elite Fitness is a company that really, really emphasizes on helping the Vietnamese people with their health and trying to inspire people. So I'm very, very happy to be here. Anh Kim Lý rất là vui và hạnh phúc khi được đến tham dự cuộc họp báo ngày hôm nay. Thì anh ấy đã từng được đến thăm ở đây và cũng như các câu lạc bộ Elite Fitness ngoài Hà Nội, thì anh ấy rất là ấn tượng về cái cơ sở vật chất chuyên nghiệp và đẳng cấp của Elite Fitness, cũng như là cái mục tiêu tiêu chí của Elite Fitness là giúp cộng đồng người Việt có sức khỏe tốt hơn. Okay. Anything else? Yeah, of course. And when it comes to Nam here, I'm very, very happy to be working with him. You know, you see Vietnamese athletes that are really, really developing right now, and he's an extremely talented tennis player. And to get our goal is to get to the top 100, not top 200, top 100. And we really, really want to make him, you know, the best possible. And in order to do so, tennis has so much to do, not only with tennis itself, but also about taking care of your health in terms of physical training, as well as having a healthy diet. So that's what we're going to work on over the next year, and hopefully we'll get to show some good results. Anh Kim Lý cũng rất là vui mừng và hân hạnh khi được làm một huấn luyện viên thể lực của Nam, vì bản thân anh ấy thấy Nam là một trong những vận động viên trẻ rất có tài năng. Hiện giờ thì Nam đang ở top 200. Top 100. Nhưng mục tiêu của Kim Lý với Hoàng Nam là trong vòng 1 năm tới thì anh Lý sẽ phải có trách nhiệm và biến Hoàng Nam, tên của Hoàng Nam, trong top 100 vận động viên tennis trên thế giới. Và để đạt được điều đó thì bên cạnh sự tập luyện thì cái việc mà rèn luyện sức khỏe, thể lực cũng như trí lực là rất quan trọng. Và anh ấy hy vọng rằng anh ấy có sự hợp tác của hai người sẽ làm nên một cái diện mạo mới, một cái tương lai tươi sáng cho Lý Hoàng Nam. Okay, so back to Elite Fitness. You look very nice. Fit, attractive. So, what is your secret? Can you tell and share, especially for the next top model, top six here? What the secret to keep you so good looking like this? Thank you so much. First of all, I think that they're very beautiful people themselves. So I need to give them advice on that. But I think for everyone, having a active and healthy lifestyle is something that benefits us in life. Tức là anh thì cũng cảm ơn cái lời khen tặng của tôi ngay nói là rất là nhiều người có khi đẹp hơn cả người đứng đây, nhưng mà để khỏe mạnh và có, tức là để bản thân mình nhìn đẹp thì đầu tiên là mình phải có một cái sức khỏe tốt đã. In today's society we live, we're so stressed and we're working so hard and we have so little time, but actually going to the gym or actually